Hồi ức chạy giặc Pol Pot năm 1978, 46 năm sau cuộc thảm sát 3.157 người dân ở Ba Chúc. Mùa hè năm 1978, chế độ diệt chủng Pol Pot tấn công vào làng Ba Chúc, An Giang, thảm sát hơn 3.000 người dân vô tội, nhấn chìm ngôi làng nhỏ trong tang thương. Hôm nay sau 46 năm nhìn lại bức tranh đen tối của lịch sử, và tôi là trong những người đi tìm những câu chuyện ấn chứng về lịch sử Pol Pot năm 1978. Qua cái sự chia sẻ của bà con ở đây thì tôi biết được một cái người đàn ông ngày xưa là một trong những nhân chứng chạy giặc Pol Pot năm ấy. Và cái lý do tôi có mặt tại đây để tìm cái người đàn ông này để chia sẻ lại câu chuyện chạy giặc Pol Pot năm 1978 tan thương ở làng quê Ba Chúc, Chi Tôn, An Giang. Để hiểu rõ cái câu chuyện về Pol Pot năm 1978 thì mời quý vị cũng như là các bạn xem hết video này cùng mình nha. Mới thành lập ấp sau này đó, là mới thành lập ấp đó hen, là ở bên đó là có đó, bị trong đây nè, ở trong đây là nó bị nó gặp mà gặp ở bên đó đó, chứ ở bên cầu bên đó đó, cầu này đó hả? Ừ, nó gặp tối đi công tác này kia đó, rồi đi ngang gặp mà tưởng đâu là người dân. Hồi lúc mà năm 75 qua bình đi, rồi bắt đầu là năm 76 là nó mới xâm chiếm ở ranh giới của Việt Nam mình. Rồi đó là mấy bộ đội của mình á mới đánh đuổi nó về bển. Đánh đuổi nó về bển rồi là mới rút về rồi đầu của nó tấn công theo luôn. Cũng như bộ đội của mình vừa rút quân về là bắt đầu là ở dưới trên trển nó kéo quân xuống liền. Nó quánh theo, nó đuổi theo liền thì mình ở đây mình cũng chống cự, mình cũng kháng cự, mình giữ đất nước của mình. Rồi giữ kéo dài cái thời gian cũng lâu, cũng chờ coi năm 76 rồi tới 77, 78, cũng cả một năm. Cỡ như cả khoảng 78 nó bắt đầu là nó tấn công xuống. Nó tấn công xuống là bắt đầu là nó, mới ban đầu là nó chủ yếu là nó tấn công theo ranh giới. Rồi nó chiếm cái ranh giới hết trơn, rồi đâu như là Lộc Quới, rồi Vĩnh Thông đồ này kia đó, là bắt đầu dài Vĩnh Gia, Vĩnh Điều, rồi là nó chiếm trong cái ranh giới đó, phản ranh giới đó hết. Rồi mình ở đây thì mình cũng giữ ở trong cái phạm vi trong cái của mình, với dòng đai của mình thì giữ ra, rồi giữ đó rồi có khi cái thời gian là mình giữ chịu không nổi, bị nó quánh quá quánh rồi, nó quánh từ ở trên từ Tây Ninh đổ gì ở đây đó, mình giữ không có nổi, mình nữ ra nó đánh dồn dập quá rồi mình chịu không nổi, mình mới rút, mình ăn ngữ chỗ kia thì chỗ này nó mới vô. Bộ đội mình chủ lực thì mình dồn về chỗ cái lớn đó rồi. Đó là chỗ đây chỉ có du kích với bộ đội địa phương với bộ đội tỉnh đồ này kia thôi. Chỉ là mình giữ vậy thôi, là bắt đầu nó quánh vô, nó chiếm cái Lộc Quới. Chiếm ở Lộc Quới rồi bắt đầu nó bắn phá vô cái núi nước á. Đầu tiên là nó vô núi nước trước. Thì trong cái ngày mà năm 78 đó là cái tháng 3 là cái ngày 10, cái chiều cái ngày 14 đó là bắt đầu là nó pháo vô cái núi nước đó rồi. Thì cậu ba á, ở bên núi dài bên bển á, cậu mới với chị ba là vợ ba Công á, bây giờ đi qua đang kêu bà ngoại với cậu hai với mấy người ở trong hang đó, một số người ở trong hang biểu chạy về bên núi dài chứ không ở được. Cái đầu cái khi qua vừa tới bển là bắt đầu là nó pháo vô ngay chân chỗ cái địa điểm rồi đó, là ở dưới chỗ cửa miễu hội đó, là chỗ có hồi đó có cây mít, là nó bắn thằng tùm, nó pháo trúng thằng tùm, là nó nói không được rồi, là có biểu cậu mới biểu mẹ ngoại ơi, ngoại chạy ngoại ơi, không ở đây được đâu, nó bắn nó pháo dữ dằn lắm rồi. Nó cái bà ngoại chung ra, ôm đồ chung ra rồi, cái cậu Dương Hai á, ông ở trên đồi, ông ở trên dồ, ông mới tuột xuống, giờ cái ông kêu nó đi cái gì mà đi. Đây, cái thôi cái bà ngoại chở vô hang nữa, không chịu đi, rồi cậu hai cũng không chịu đi luôn, cũng ở đó. Đó rồi ra cậu mới chạy về bên núi dài bên đây, thì bắt đầu là chiều tối nó bắn pháo quá trời luôn, rồi nó pháo tối ngày luôn, nó pháo hoài luôn, là tới bữa đêm bữa
chiều rằm nó là bắt đầu là nó mình du kích mình chịu không nổi, mới tóc chốc chốt là bà là nó tấn công vô luôn, là chiều là giờ khoảng mà cả 6-7 giờ là nó đốt rồi. 7 giờ tối hả cậu? 7 giờ tối là nó đốt chỗ núi nước đó rồi, chỗ đầu lộ núi nước đó. Là thấy là nó đi nó đốt, nó đốt rồi. Là nó nói không được rồi. Cậu mới ở bên đây mà nhắm hoài, nhắm bà ngoại coi bà có chạy hay không. Ở bên vô chạy cho tới vô dựng, vô đá bằng ở trên núi dài này nè. Để ở ngay chân cái con đường đó đặng đón coi bà có dân người ta đó đi nộp luôn mà đợi coi bà ngoại đồ dưỡng hai đồ có qua không đó, rồi mới đợi người gặp người quen hỏi cái má bà ngoại tôi có qua không, bà già thì bà nói má tôi có thấy má tôi không, có thấy má tôi không vậy đó. Chạy hoài thì nó tấn công vô, nó đốt dài vô tới đầu ô. Đốt từ chợ cái sai, đốt dài vô tới đầu ô, thì tới sáng, đợi hoài không được, rồi tới sáng đó là bắt đầu mới có một người, mấy người đó chạy cuối cùng đó, đâu ở bên, người đó đâu bên cây me, mới chạy qua sau cùng đó, mấy cái dân người ta ở bên cây me đó, mới chạy qua sau cùng hỏi là cũng không gặp luôn, là bắt đầu là nó tiến công qua tới chợ Chùm Xài đó. Tới chợ Chùm Xài đó bắt đầu là nó cây đi liên nó đặt ở trên dầu dựng đó, là nó bắn qua là bắt đầu cậu với mẹ đồ này kia là giọt luôn chứ không có ở nữa. Giọt là chạy đường tắt đường rừng qua bên núi dưới chạy về Lương Phi. Là lúc đó là cái như là chứ không còn nữa, không còn hy vọng nữa rồi. Vậy là trong đêm đó là nó chiếm nó đặt cái pháo binh trên núi mình luôn. Nó đặt ra là 12 ly 8 ở dầu dựng nó bắn qua. Nó đặt cái ly lưng 12 ly 8 nó bắn qua, nó yểm trợ cho quân của nó tiến công đó. Rồi nó bắn quá trời bắn rồi, cậu mới chạy luôn chứ không có đợi nữa. Bởi vì nó bắn quá trời luôn rồi, nó qua gần tới núi nhỏ rồi. Là bắt đầu là cậu ba chạy luôn, chạy xuống tới Lương Phi. Chạy xuống tới Lương Phi đó là gánh bộ ra tới chỗ Văn Liên á, chỗ Văn Liên cho chỗ mờ. Chỗ mà bến đá bây giờ đó, Cô Tô bây giờ đó, thì đâu là phải gặp bộ đội nó lên. Bộ đội nó lên rồi, nó lên mà nhưng mà đều nó thả quân ở dưới không mà, chứ nó không có lên đây. Nó thả quân ở dưới, mấy bộ đội mới trèo lên núi cũng chưa có giải tả nữa. Tới đầu ấy cậu ba mới chạy ra cầu 16 gì tới 4-5 đêm gì lận đó, rồi mấy ông này mới đánh lần rồi mới đánh đuổi lần rồi bắt đầu cái nói chung có hai chiếc phản lực nó cũng bay mà nhưng mà đều không biết nó có bao hay không, mình không biết, bị mình ở dưới cầu 16 dưới sao không biết được. Nó có hai chiếc phản lực bay lên là chắc nó có gì trợ cho quân mình hay gì, rồi thành thử ra là cậu không biết nó có bỏ bom hay không mà cậu không biết cái vụ đó, mình ở xa sao không biết được, đâu có nghe có tin tức gì. Lúc đó mẹ cậu ra tìm gặp không? Đâu có gặp. Là mình đón mấy con đường chính mà không gặp nữa. Thì cũng như bà ngoại là chắc bà chết rồi chứ không có còn sống. Nói như vậy đó là đúng là đêm là chạy xuống tới dưới là sáng 16 là chạy xuống tới dưới. Sáng 16 giờ chạy xuống tới chứ gánh bộ không à. Đâu có dàn xe ai luôn, xe còn đâu mà đi. Tàn là gánh bộ ra tới cầu 16 mà đỡ đợi coi trong đó coi sau cùng này có ra không, tại vì mình chạy trước sợ mấy người kia, sau này chạy sau thì mình lo mình tóc mình chạy không mình đâu có biết. Ở đó đợi mà ta cũng vẫn đi nộp rồi đi đặt lộ 16 hết trơn luôn đó, đi rai gánh người kẻ gánh đồ người này kia đồ đi mà mình đã đón giữa đường vậy coi có gặp không, mà không gặp. Rồi tới cuối cùng là gặp ông Hai Cước á, là ổng lùa nguyên một bầy bò của ổng, mà lúc đó là ổng cũng làm phòng vệ ở núi nước đó, ổng có mang cái súng cabin nó là hỏi ổng nói cậu Hai Cước gặp bà ngoại tôi không, nó trời ơi
tao kêu bả mà bà chị Năm ơi, mà má mẹ họ mẹ của cậu hỏi á, nói chị Năm ơi, tôi kêu bả không có đi. Rồi tôi mới vừa bắn nặng mà tôi vừa lùa bò tôi chạy, rồi gặp nó là cậu Hai Cước là cuối cùng luôn, là nói là hỏi thăm là không nói còn ở đó là chắc là biết là còn ở trong hang rồi chứ không có chạy rồi. Tại vì kêu bả không chịu chạy rồi. Vậy là bà cụ trốn trên thanh núi tượng hả cậu? Ừ, trên núi tượng, trên hang. Cậu có biết bà trốn cái hang nào không? Thì biết cái hang đó nó mà sợ nó lùa. Nó sau này á, sau này hòa giải tỏa gì á là ông Út Lô bị ổng nhìn cái áo đó của bà ngoại của cậu đó bận đó, rồi nữ bà biết rồi ổng mới về, ổng mới mình ở còn cầu 16 mình đâu có về đây được đâu, rồi ổng mới về trước đó, ổng mới mẹ ổng cũng chết ở đó, mẹ cậu Út Lô đó cũng chết đó, rồi ổng lấy thay đem về chôn, còn bà ngoại thì biết cái hình cái áo đó còn mà nhưng mà điều tịch thì rã hết rồi, mình đâu có nhìn được, chỉ nhìn cái áo thôi. Đó, thử ra cậu mấy về thì biết chết ở núi nước, chết ở chỗ ở ngoài mà cái hầm mà một lần có cái hầm đó, yeah. Hầm có hai cây thuốc lốt đó. Ngoài núi nước đó hả cậu? Ừ, ngoài núi nước đó. Cái hầm bụi tre đó hả? Ừ, hầm bụi tre đó, yeah, là chết ở ngoài đó đó. Là kiếm xác của bà cụ ngoại hả? Ừ, ông ngoại mà nhưng mà đều là bị nó rã hết trơn rồi, bây giờ chỉ có đem ra. Có cái áo nhưng mà về thì nó rã hết trơn rồi, thành thử ra đâu có nhìn được, áo thì bị nước lên rồi nó mất rồi, giờ chỉ còn xương rồi đem về đóng xương thôi, gom về đóng xương thôi, để trong đóng xương nhà mồ đó, chứ đâu có ấy được. Thôi lúc đó mình đèo bà đi luôn là khỏi không? Trời ơi, đã qua rồi, tới bển rồi gánh đồ nữa, rồi cậu là lấy đồ của bà đi ra nữa. Lấy cái cà ròn nhiếm đồ đó mà đi ra cho bá đi ra mình không lâu ra tới ngoài miệng hang rồi đó mà còn nói ta không đi đâu, tôi mới chở vô nữa, chở vô hang nữa. Phải biết được, ừ, rồi thành nữ ra rồi thì chết luôn. Vậy là nguyên cái hang bà cụ trốn chắc lùa đi hết trơn đó. Lùa đi hết trơn luôn, không có còn người nào hết trơn. Lùa đi là chết hết trơn luôn, chết rồi. Như bên cậu hai Tôn đó hen, là Út Thọ rồi nè, gia đình của Út Thọ với Út Sáu Đạm rồi hết trơn luôn. Cậu hai cũng chết hết trơn luôn, chỉ còn có mợ hai là theo theo ông Ba Tỏ đó ở đằng này đó là còn sống thôi đó. Là còn sống đó mà theo mà trốn trong hang của hai già đó. Ông Đực Một đó, ông Đực đó mà ông Đực này đó trốn trong cái hang của ông Hai Già mà ông Đực Một cũng trốn trong đó đó là mấy còn sống. Cái hang nó sâu hả cậu? Ừ, sâu mà cũng chết hết hai đứa nít đó là phải sống đó, chứ nếu mà còn hai đứa nít đó mà còn sống là cũng chết hết luôn. Vậy rồi hai đứa nít chắc bị bóp mũi hả? Bóp mũi là con của ông Út Nam một đứa, với con của chị Ba Tỏ này một đứa. Đứt ruột nha. Ừ, bóp một gì là con của Út Nam đứa, với là con của chị Ba Tỏ đó là bóp một. Rồi tính con gái đen đó là cũng bị nó lớn rồi, tính bóp mũi con gái đen luôn là con của chị Hai Chân á, mà nhưng mà đều sao mà cầm cự được đó, mấy còn sống chứ không thôi là tính bóp mũi nó luôn rồi đó. Chèn rồi, ừ, hên mà nó hên đó. Rồi giải tỏ đó, hên là giải tỏ đó, hình nữ ra nó mới còn hết sức hên luôn. Ừ, nó hên nó có cái phản đó đó. Còn con nghe cậu nãy nói là ai cổng mẹ được thổi nữa nè. Vậy đó là cổng mẹ là cái ông đó, nó lâu quá mình không biết tên, là chạy lên lượt với cậu đó, là cổng bà mẹ già đó, là cái ông đó là ở bên cây me. Hình như là ở bên cái me mà cổng mẹ già lên chạy lên tới trên dồ đã bằng đấy. Rồi mà chị ơi, vợ tôi nó chết hết trơn rồi chị ơi, chỉ còn tôi cổng mẹ là chạy lên đây được thôi, nhưng mà đều bỏ bên cái me mình không có biết tên, bây giờ chạy không kịp chắc cổng được mẹ thôi, mà mẹ bà già rồi có bảy mấy tuổi rồi, đi đâu có nổi, cổng bà mẹ già đi
chạy đi, chạy lần tới trên núi chứ có còn người nào chứ, không còn đâu. Lúc đó là ông nói vậy thì mình hay vậy thôi, chứ lúc mình chạy rồi mình đâu biết sau này vợ con có gì hay không, có chạy theo hay không mình không biết. Nhưng mà điều ông chạy lên ông nói vậy đó, nó miền nó vô tới rồi đốt nhà tôi chổng mẹ tôi chạy đó, mà không biết sau này rồi dùng tứ tán rồi dùng người chạy chết không mà, chứ đâu có chạy sống, mình đâu có hỏi han gì nhiều, chỉ mới lên mình hỏi thôi, mình hỏi thăm có gặp mẹ tôi hay không vậy đó, bà già hỏi cái người đó đó, người cổng đó hỏi gặp mẹ tôi không vậy đó. Tôi thấy già già tưởng đâu dượng hai cổng mẹ không đó, cổng dượng hai cổng mà bà già vợ tưởng đâu bị xa xa đó, thấy già già đó rồi bận đồ bà ba rồi nữa kia, bà ba quần lấy em đó rồi cổng lên nữa, tới chừng mà cũng chờ đợi coi phải mà coi phải bà ngoại hay không. Giờ hồi lên hỏi rồi nó không phải, mình lúc đó mình chạy rồi mình đâu có biết đâu, rồi mình tứ tán mạnh ai nó chạy á, rồi mình đâu có hỏi sao rồi biết vợ con có chạy theo sao hay không, mình đâu có biết. Cậu có mắc kẹt trên núi được mấy ngày không? Không có đâu, bị gì cậu ở bên núi dài mà đâu có ở bên núi tượng đâu. Có lên núi dài luôn không? Có, đi qua luôn, qua chỗ từ bên đây mà ngang đi đã tắt đường rừng mà chỗ qua bên tới bên Lương Phi luôn, đi tắt ngang núi luôn. Lúc mà cậu đang đi qua núi dài nó có tấn công gì núi dài mình không? Có, nó lên hết nửa núi. Qua núi dài luôn. Nó lên nó tới vô đá bằng á. Tới vô đá bằng là nó tới đó là bị lúc mà nó chạy nó lên tới vô đá bằng là nó bắn cái thằng gì không biết, bắn cái ông nào cái tên gì nào quên rồi, lâu quá cậu không có nhớ được. Lúc đó là cậu chạy xuống tới dưới là bộ đội nó đưa quân lên, là thả quân lên rồi nó chặn ngang đó là nó không cho nó tấn công nữa đó, rồi nó mới rút xuống bị bộ đội đó bị chặn rồi, nữ ra là miên nó rút trở lại, nó lên tới vô đá bằng thôi là nó rút gì hết rồi, nó gặp bộ đội rồi nó rút gì rồi, bị bộ đội bắn nó rút về xuống dưới này hết rồi, nó không có lên trển nữa. Chàng ơi, cái núi dài nó lớn nó bự vậy mà nó cũng dám tấn công qua tới luôn hả cậu? Tới luôn. Nhưng mà đặc biệt là nó không có dám ruồng như bên núi tượng hả cậu? Nó không dám ruồng, bị vì cái núi dài lớn quá rồi, hang quá nhiều, di rừng quá nhiều, thành nữ ra nó không có dám. Nó chỉ đi theo con đường mòn thôi, có con đường mòn mình đi rẫy đồ này kia đó, nó mòn nó đi theo rồi thôi, chứ nó đâu có đi mà như mà nó tùm lum như vòng hết cái núi tượng đâu, mà cái núi dài nó lớn nó đâu có dám đi. Nó đi nó sợ rồi tới nó tấn công lên tới đó là bị, với lại bị bộ đội nữa. Có bộ đội ở trên nó ngăn rồi, bộ đội sư 30 nó ngăn rồi, nó đâu có, nó bò lên nó ngăn rồi, nó đâu có tấn công được. Nhữ ra mới đánh xuống rồi mấy bộ đội sư 30 nó mới chặn hết trơn, nó chặn đường hết trơn, nó không có cho tấn công nữa. Thì chỉ chờ cái ngày mà lệnh mà để quánh để ra tỏ thôi, chờ lệnh thôi. Chứ nó giữ mặt hết đó hết trơn luôn rồi, chỉ chờ lệnh cấp trên để mà đánh nó thôi. Rồi bắt đầu thì khi mà giải tỏa xong xuôi rồi là tới bữa 18, 19 gì đó là cậu mới đi về, gia đình đi về, chứ ở dưới làm sao sống, cơm gạo đâu ăn. Người ta cho mình có bữa hai bữa thôi, chứ lúc đó thời gian đó cũng chiến tranh nó khổ chết bà luôn, gạo không có ăn nữa. Có ở đâu mà người ta nuôi mình hoài được. Thành nữ ra là cậu có giải tỏa có 3 ngày đó, cậu về. Về là mấy cậu cũng mới đi qua bên bển. Đi qua bên bển thì thấy tao nói thay cái lừ hết trơn. Cái chỗ nào cũng chết hết trơn á, đi dài dài theo đường lộ là cặp mé lộ đó, rai chỗ cái chỗ mà cái đầu ô đó là 7-8 mạng. Cũng như nằm gì nè, như nằm vậy đó là 6-7 người vậy đó. Rồi lợi ở đằng này thì ở đằng chỗ mà chợ cái xây một lần nó có cái đường xuống nhà ông Tư Quang, 3 người cô giải. Chết 3 người cô giải đó, cô giải đó cũng như mấy người tu á, cái bằng cô giải đó, mà nhưng mà đều mà thiêu rồi, bị bằng cho bớt thúi bớt hôi đó.
không có còn nguyên dạng. Mình cháy mình mà đi bằng xe bò qua đó, rồi mình ngồi trên xe bò á, mình dòm chứ mình đâu có dám xuống đâu. Còn ngang quần áo nó theo đường ngang nó trắng giả cho, còn ngang dài dài theo đường. Tiền ở đó nó đâu có lụm con mẹ gì, dùng nó dính đồ dính tày kia tùm lum hết trơn, đâu có lụm đâu. Tiền ở đó. Tiền rồi, của mình đó, tiền của mình đó, nó đâu có lấy đâu. Máu dính máu rồi kia mình đâu có lụm đâu. Tiền cũng như nó sạn đồ nó mấy cái mấy hầm hôi á. Rồi nó lục đồ. Sao mà vàng của mình nó lấy mà tiền nó không lấy hả cậu? Nó không có lấy, vàng nó lấy chứ nó vàng, tiền nó không lấy. Câu chú nói là vàng nó lấy mà tiền nó không lấy. Tiền nó không lấy. Nó giải trắng hết trơn hết. Giải theo đường trắng hết trơn luôn, nó không có lấy tiền. Bị giờ tiền đem ở bển đâu có xài được đâu mà nó lấy làm gì? Còn vàng nó lấy được, nó xài được. Chứ còn tiền nó đâu có qua bên nước bển nó đâu có xài, mình thì tiền của mình thì đó xài trong nước không à, chứ đâu có ngoài nước. Vậy lúc đó cậu về sớm cậu gặp cậu cũng gặp không dám lụm luôn hả cậu? Không, không có lụm luôn. Gặp lý do không lụm. Cậu sợ hết sao? Bị gì sợ. Lúc đó mình sợ rồi, mình chỉ biết sợ rồi chứ không có biết cái gì hết trơn á. Chứ mình không có lấy cái gì hết trơn, nói chung là không có lấy cái gì hết trơn. Thấy là không có cần, lúc đó là không có cần cái gì hết trơn. Chỉ về mình coi nhà cửa đồ này kia còn hay không, là hoặc có hư hại gì không, chứ về là coi như là tan hoang hết trơn luôn. Nó đốt nhà tường mà nó còn cháy nữa. Rồi hỏi hết ham luôn, đâu có ham gì. Không có, nói chung là không có ham gì hết trơn. Chỉ là yêu cầu về có hai cái bồ lúa nó còn hay không. Đặng mình xúc gì mình ăn thôi đó, nhưng mà điều nó đốt cháy rụi hết trơn luôn. Lúa nhà cậu cũng cháy trơn luôn. Cháy trơn luôn. Hai bồ của ông ngoại, ông bồ của cậu, ông bồ cả trăm dạ. Cháy trơn luôn. Cháy hai bồ lúa. Tính mình chủ yếu qua là hết gạo ăn rồi, tính qua là chỉ là chủ yếu là coi hai bồ lúa nó có đốt không, bị hai bồ lúa để ngoài. Rồi mía nó có cháy hay không thôi. Chứ mình đâu có nghĩ vụ mà của cải hay là này kia đâu. Chỉ là yêu cầu có gạo ăn là được. Vì lúc đó về là qua còn lúa gạo hay không thôi. Đặng về mình xúc về mình xay mình ăn. Chứ nói chung là hồi đó tờ rồi thôi. Tiền bạc theo đường ăn tùm lum tùm la. Chứ không có nghĩ tới cái vụ tiền bạc. Chỉ có lúa gạo. Ham nhiều thôi. Lại chú có gặp cái những cái xác nào mà của nó hành hạ mình ghê rợn không cậu? Lúc đó thì không có ra ngoài này, chỉ là đi vô tới nhà mà thôi, chứ không dám đi đâu hết trơn á. Bị gì đi mình sợ rồi nó gài trái bất tử rồi nó nổ, rồi hoặc là lúc mà mới giải tỏa biết rồi nó bắn tầm bậy, nó pháo tầm bậy tầm bạ mình chết chóc nữa. Không có dám đi. Không có dám đi đâu hết trơn, yêu cầu qua về tới nhà thôi à. Qua nhà đó thôi, tới đó thôi. Chứ lúc đó là cậu đi tắt đường đồng qua, chứ không phải đi theo chợ. Đi tắt đường ô á, đi qua thôi mà lúc mà... Đi cái đường, chắc cái đường mà ngoài đồng của Viếng Bọng đó hả cậu? Chỗ Viếng Bọng đó, cái đường ô đó. Cái đường ô sâu đó. Cái đường ô sâu đó. Con cũng nghe kể là người dân mình cũng trốn dưới đó bị nó dí nữa hả cậu? Thì đó, nó giết ở trên cặp cái đường ô đó, chỗ mà cái tâm bụi da của con Bảy Chiếu đó, là cái mé ô đó là chết hai ba người vô đó. Chỗ cặp mé ô đó có cái hàng tầm dông, một lần có cái hàng tầm dông đó, là chết cặp đó là hết hai ba người. Còn ở ngoài cái đường ô ngoài á, thì giải tả đó là bị gì cậu đi ngang qua thì gặp có thằng Bon Boss chết chỗ đó. Chỗ gặp được xác Bon Boss. Gặp xác Bon Boss, bị nó đòi cái nón mình biết. Mà nhưng mà đều nó bị rã rồi, mà nhưng mà đều mình gặp cái nón nó với cái khăn là mình biết. Nó cái khăn nó sao? Nó khăn nó sạch sọc. Cái khăn tắm nó quấn cổ gì nè. Vậy là những cái hình ảnh mà bà bịt cái khăn sọc sọc là nó đó hả? Là nó đó. Là Bon Boss đó. Hồi xưa con không biết, con nhìn cái hình đó con tưởng đâu là người nam của mình bịt cái khăn giống khách giống ông già xưa đó. Không phải đâu, Bon Boss đó, nó có cái khăn với là cái sao nón. Ngụy trang giống mình quá vậy. Nó có cái nón.
mà cái nón cái mặt đồ màu gì hết không? Nó hình không thấy bị gì, nó thúi nó lẫy rồi thì gặp mình chỉ còn thấy cái khăn với lại cái nón thôi. Bị gì nó chết nó ngoẹo ở đó, nó một đống gì đó rồi, cũng như cách cái xe bò ra cũng cỡ khoảng cỡ 4-5 mét gì đó, rồi chỉ mình nhìn nó thì nó rã hết trơn rồi, mình chỉ nhìn biết mình biết thằng mình boss thôi. Bị gì nó có cái nón, mà cái nón cái kiểu cái nón mà xanh xanh cũng như là của Trung Quốc vậy đó, cái màu xanh xanh đó, cái màu xanh nhà binh đó. Mà cái nón nó kết chứ không phải là cái nón cối của mình, còn lính của mình, còn bộ đội của mình thì cái nón mình biết, còn như nón cối, còn này của nó cái nón kết như là cái khăn là mình biết là cái bên boss thôi à. Bị gì mình biết như vậy đó. Chứ mình nếu mà không có cái nón mình cũng không biết là dân hay là bên boss nữa. Nhưng mà mình có cái nón đó mình mới xác định là bên boss chết thằng ở đó. Còn chết ở đâu nữa thì bên boss nó chết ở đâu nữa thì mình không biết, chứ nhưng mà đều ở tại chỗ đường ô đó chết thằng bên boss. Sau khi gọi đó cậu có đi gom xác tiếp mà con không? Không, cậu còn nhỏ đâu có đi. Cậu đâu có đi. Cũng như thấy cũng sợ hết cậu. Sợ, mình gặp mình sợ rồi đâu có dám đi đâu. Các chú lớn hơn cậu nữa, chắc ta đi nhiều lắm nha. Cỡ 15, 16, 17 tuổi đó là ta đi. Ta gom, còn mình là lúc đó có mười mấy tuổi, 12, 13 tuổi thì làm sao mình đi được. Nhỏ xíu quá. Những cái cảnh năm xưa mà bà con mà chị hứng những cái ngày đó, bây giờ gặp nhớ là chắc ám ảnh dữ lắm rồi cậu. Mấy cái người mà ở trong hang đó mấy ám ảnh hụt chết á là về mấy ám ảnh, còn như mình chạy rồi về cũng chỉ mình về mình còn căm thù chứ mình lấy gì, còn những cái người mà trốn ở trong hang đó về mấy ám ảnh hụt chết đó, là cũng như có mấy cái người mà bắn mà bị bắn mà lẻo đó mà trốn về đó là về nó mấy ám ảnh, cũng như mà hụt chết đó, mấy cái người mà hụt chết đó về đó mấy ám ảnh mới hồi hộp lo sợ yêu cầu mà có miền tới là chạy rồi không có dám nữa, chạy đi xa luôn á. Mấy cái người mà bị chết hụt đó hen là đâu có ở đây, ở Long Xuyên Châu Đốc cái gì đâu hết trơn chứ không có ở đây gì thì sợ mà đã sợ rồi mà không dám về đây luôn. Nó nói vừa ra đó này nó ở dưới Long Xuyên, ở dưới Long Xuyên chứ đâu có dám về đâu, chạy đi xứ này xứ kia tới chừng mà xong xuôi hết trơn rồi nó mới về, chừng tháng 2 tháng nữa. Có người đi xa quá chưa có thông tin được thì ở 2-3 tháng mới về, còn có người ở gần như Long Xuyên đồ này kia đồ đó thì ở thì 1 tháng là về rồi, tháng 2 tháng là về rồi, cũng như gia đình dì hai đó một lần ở dưới cũng ở Long Xuyên ở dưới chứ ở đâu đây, gia đình dì hai đồ á, ông Tư Đặng Ba Công đồ đó là ở dưới Long Xuyên dưới chứ đâu có ở đây đâu. Có mình ên là cậu ở đây ở cầu 16 này đó, mới hay giải tỏ mới về thôi đó, còn nhiêu ta đi bắt tiêu còn nhiêu là người ta chạy đi ở xa không mà chứ đâu có ở gần đây đâu, có nơi đâu đừng tựa người ở cầu số 10, người cầu số 5 đồ này kia đó, cầu 13 đồ dưới không à, ở dưới luôn không chứ đâu có gì ở đâu. Cỡ 2-3 tháng bị ở cầu số 10 đó thì người ta cũng có người quen, người ta cho ở, người ta cho cơm ăn đồ này kia, bể dưới người ta có, người ta không có chiến tranh, người ta còn lúa đó, dưới đó người ta làm lúa mùa đó, người ta có lúa nhiều, người ta cho ăn, bị chạy giặt mà khổ mà người ta mới nuôi, người ta cũng giúp lắm hả cậu? Dưới người ta cũng giúp, người ta cũng cho ở nhà ở không, nó cũng có cho vô ở đậu nữa, ở đậu 1-2 tháng gì đó, rồi kiếm sở đặng đi làm, cũng như đi làm mướn đặng kiếm tiền, chứ người ta nuôi thì người ta nuôi, nhưng mà người ta cũng cho thì cho một phần nào thôi, nhưng mà điều mình cũng phải đi làm mướn
cho người ta đặng có tiền đặng mình mua này mua kia, chứ đâu phải ở không ở dưới mà ta nuôi. Cậu theo như cái thời điểm mà cậu ở dưới cầu 16 á, mà con thấy nó cũng gần Chi Tôn mà cũng gần gần ba chút, mà khi mà ở dưới này còn đánh, mà cậu ở dưới là có nghe được tiếng súng không cậu? Không nghe đâu, dễ gì nghe, xa không có nghe đâu. Cho con thấy cũng có mười mấy cây mà. Xa lắm chứ, cầu 16 ra ngoài xa lắm chứ, đâu Chi Tôn mà ra tới ngoài xa lắm. Bữa nay ra tới cầu 16 là xa lắm. Mà về Chi Tôn có mười mấy cây à? Thì bởi vậy thì từ Ba Chúc là xuống dưới Chi Tôn, tới Chi Tôn là 18 cây rồi. Còn từ ở chợ Chi Tôn ra tới ngoài 16 ngoài thì cũng xa với lắm, không có nghe đâu. Thành ra con thấy cái mình cũng yên ổn ha. Ừ, yên ổn rồi. Ở lúc mà cậu chạy xuống dưới ở Chi Tôn, người ta còn dọn chân ở trên, tôi gom quần, gom áo, ta chưa sẵn chuẩn bị chạy nữa đó. Dân Chi Tôn đó. Ừ, dân Chi Tôn đó. Nhưng mà điều ta cũng chưa có đánh đổi. Ta thủ thôi chứ chưa chạy. Ừ, ta thủ thôi chứ ta chưa có chạy. Vậy là như là dân Chi Tôn cũng đâu có chạy hả cậu? Không, dân Chi Tôn không có chạy đâu. Có mình ở Ba Chúc mình chạy xuống Ba không. Ba Chúc với Lương Phi. Lương Phi. Ba Chúc với Lương Phi. Hai cái núi này núi dài núi tượng. Chắc cấm cũng có chạy quá cậu. Chạy. Trời, cái giặc mà đó. Phú Cường đâu kia chạy trơn chứ đâu ở. Có cái chỗ Vĩnh Trung đó, trong Vĩnh Trung đó là không có chạy thôi à. Còn cái xã, mấy cái xã ở ngoài này nữa là An Cư đồ này kia đó chạy hết chứ đâu có ở. Năm đó cái đoàn người có chạy của cậu nó đang chạy đó đông dữ không cậu? Chạy chung với đoàn. Trời ơi, đông lắm, cậu mà xe nhà bên chở á. Xe nhà binh chở đi dọc đi đoàn người đi có mà dữ lắm mà rồi có ngăn nội mà vẫn bò ngăn đi xuống dốc đứng như vậy nè mà vẫn bò là lỡ móng bò hết trơn luôn. Vẫn bò ngang núi luôn. Ừ, vẫn bò ngang núi luôn á. Phá đường rừng đi á. Có tốp là mang quéo đồ nó kia phá đường rừng, chỗ nào cao quá là có dây. Có dây mà tuột xuống á. Lý do là mình ngang cái núi dài là mình sẽ đến Chi Tôn. Ừ, thì xuống Lương Phi, ngang núi dài là mình chỗ xuống Lương Phi đó, nhưng mà đều phá đường rừng không. Có khi chỗ mà dốc đứng là bắt đầu là người ta đem dây theo người ta cuột đặng mà lần xuống. Cuột con bò ha. Không, cuột trên cái cây á, đặng mình nắm dây mình tuột xuống á. Vậy sao con bò đi được hay hả? Ừ, mà con bò nó đi được, mà nó đi bởi vì mấy bị tớt móng giò hết trơn luôn. Ừ. Chứ nếu mà ai không đèo mấy con bò theo ở đây nó cũng bắt hết trơn. Ừ, bắt nó bẩn hết trơn. Có lúc đó là cậu giải tỏa qua là cái chân chỗ đường ô nó chết hai con bò. Chết nằm giữa đường với con heo. Nó bắn chết. Xình ương. Cái xe bò cắn quá luôn. Mình ngồi trên chiếc xe bò. Chiếc xe bò cắn cho mình con bò luôn. Như con biết cái cảnh tượng của cậu ba khi mà đi đó, cậu mà ngang ngồi trên xe bò đó đi là mặt bụm miệng như vậy nè, để nó thúi chịu không nổi mà nín thở cho qua cái chỗ đường ô đó đó, 7-8 mạng rồi thúi chịu hôi chịu không nổi, mắt bụm mũi nín thở bo cho bò qua cho khỏi. Cảnh tượng mà của các cậu mà đi mình có hô hè mà kêu vũ nhau đi dữ không cậu? Kêu chứ, lúc đó kêu chứ, kêu chạy mà. Kêu bà con nhau ha. Ừ, kêu chạy chứ không kêu sao được. Kêu nó bà con chạy, bà nào chạy, ai chạy, ai ở lại ở đó chứ ta kêu chạy. Biểu chạy mà lúc đó cậu khóc dữ dằn luôn. Sao khóc cậu? Mà la mà khóc. Bị nó bắn mà đã chết người rồi bị thương hết một người nữa rồi là mình sợ rồi, nó bắn mà pháo mà nó có tám này kia nó pháo vô mà nổ ầm ầm luôn rồi đạn lửa nó bắn xẹt ở trên đầu nó mình đang núp ở trong cái gạt đá rồi nó bắn vậy đó, là mình la mình biểu chạy nó bắn dữ lắm rồi, nó bắn dữ lắm rồi, bà ngoại chạy mình la mà mình khóc đặng cho bà nhót được, bà chạy mà bà không chịu chạy, bà chở vô nữa. Còn bà con chung đoàn với mình hô hè là chạy ầm ầm chân. Ừ, chạy hết luôn, người nào chạy hết luôn. Cậu
Còn người nào mà không chịu chạy rồi ở luôn, bỏ ở mới chết trơn luôn. Chết nguyên nội dùm đó ha, dọn hai bà ngoại ha, Út Hòa, qua con bà Út, con Gia gì, Hồng Long gì đó, nguyên gia đình đó là ở trong hang đó là đi hết trơn luôn, chết hết trơn luôn. Rồi có cái ông bà Cận đó thì ông ở bên miễu Hội Đồng, ổng bị chết ở trong miễu luôn, về gặp ngăn ổng chết trên bao lúa, ổng nằm ở trên bao lúa luôn, bao lúa ở đó, bao lúa bằng bao bó tời. Sao ổng nằm trên bao lúa ngộ hết cậu? Nó bắn nó té. Té nằm bao lúa luôn. Té nằm bao lúa luôn. Cái thời điểm sau khi mà cậu nãy cậu nói cậu đi về giải tỏa cậu về đó rồi mình sống bằng cách nào hả cậu, gia đình mình? Thì nhờ cái đám mì với lại đằng ông Tám ông Chín này nè, là cái lúc mà nó không có đốt cái bồ lúa, ổng còn, cái ông Tám ổng còn, rồi cậu Út cho ông nói thôi giờ hai chị em bay chạy giặt gì giờ trái chờ người tao bên đây ta có lúa, bị ổng ở bên đây ổng có ổng còn lúa ăn. Rồi ổng nói thôi hai chị em mày chia qua bển đi xúc lúa chia cho hai chị em mày ăn đi. Thì một đứa được chục dạ, là 20 dạ lúa, là đứa được chục dạ. Là kêu cậu cho, kêu má cậu đó với dì hai đó, đó là qua xúc đó, chia hai chị em về ăn. Ăn là cũng đỡ đói được tới nước giật. Tới nước giật là mình đi mót lúa rài rồi. Lúa mà lúa rài mà ở dưới ruộng trên đồ này kia nè, đi mót. Lúa rài làm sao không? Lúa rài cũng như là không có xạ mà tự nó lúa nó lên là nước lên nó đâu có nó ấy ra đó. Bây giờ bên kia mưa trời đó phải không? Không phải, lúa rài nó khác, lúa rài cũng như đó mình mần lúa mùa đi. Rồi mình đốt mình cắt rồi mình đốt đồng. Đốt đồng nữa rồi mà xa cái hột lúa nó rụng xuống đó. Rồi bắt đầu cái trời mưa đó cái nước nẻ cái nó lên. Rồi nó lên cái đầu cái là lúa đó là lúa thiên nhiên là cũng như người ta không có xạ lợi đó. Có người thì xạ, có người thì không xạ. Người tự ơi nó lên lên đó rồi về cái mình đi. Bà con xúm nhau đi cắt về ăn. Đó. Rồi sao rồi sau này đó. Rồi mấy nhà nước mới chia nhưng mà đều mới chia. Người được hai công chia đều vậy đó, đặng mà mần để mình sống, mần để mà ăn, đặng mà có mà sống đó. Chia ra người hai tập đoàn, đó là tập đoàn nó chia tập đoàn 1, tập đoàn 2, tập đoàn 3 đó, ở xã Ba Chúc đó, nó mới chia cho bà con mỗi một đầu người thì được 2 công, được 1 công, mỗi đầu người được 1 công, còn người nào mà có tham gia với cách mạng thì được 2 công. Tham gia thì được 2 công, một người được 2 công, rồi gia đình nó được mấy người thì được bao nhiêu công đó, rồi mấy mần nặng mà có mà ăn, có mà sống á, chứ bây giờ làm sao, chứ gì đó là nó tàn phá hết trơn luôn rồi còn gì đâu nữa mà sống, nhờ vậy đó, nhờ nước lên đó cái gì mình đi móc nó rài. Mà cậu cũng ra ngang cánh đồng mà lúc chiến tranh vừa tàn nó cũng bơm đạn không mà dám ra mót luôn thì do mà cha cũng phải ráng rồi đi kiếm ăn đó rồi đi qua bên cây cậy ở bển có mấy đứa cháu ở chỗ ô cạn này nè, đi qua bển nó mót lúa bển nó bị nổ chết bển đó, hết ba đứa chết lượt ba đứa luôn. Ba đứa luôn đi mót lúa đó ha cậu? Đi mót lúa nó nổ trái chết ba đứa luôn. Rồi sao người ta mới gỡ bớt nó mới đỡ hết. Sau này về mới gỡ bớt nó mới đỡ, nó mới không chết chóc chứ không thôi dễ gì. Về đặng mình gỡ đặng mình ăn, đặng ta gỡ đặng mà mình sản xuất cho bà con người ta sản xuất. Mấy phá trong đây nè thì đó là năm đầu tiên á cài. Cài là kêu bảy gia cài cho cậu miếng đất này nè, mà cài mới có mấy vòng mà cái thằng Quẩn nó cài bên đó đó là bắt đầu là bị nổ một trái
đổ một chai là nó banh xác luôn, là nó cái mình cái giò cái đùi nó văng qua bên đất của cậu nè, cậu mới đi lụm đi gom lại với ông sáu nhỏ đằng này nè, mấy đi gom mà thịt lại. À, lúc đó là quẩn bên đây là nó nổ mình cài bằng mấy cài hả cậu? Cài bằng bò, rồi bò nó đạp cái trái miền chống tăng nổ chết, rồi là bảy da nó mấy cài miếng đất của cậu này, cài có mấy vòng mà bển nghe nổ cái bỏ cài luôn, bỏ luôn không có cài nữa, đi về luôn, bỏ miếng đất này luôn không có cài nữa, bị thấy nổ chết rồi không có cài nữa. Rồi sau này đó thì mấy kêu người khác cài mấy ma phá ra mấy mần ruộng chứ, mà nhưng mà đến lúc mà cài phá ra mần ruộng nó cũng theo bờ kinh thì cũng bị biển thống không à, mà nhưng mà đi đâu có dám đi tầm bậy, đi đường nào ấy gì đường nấy chứ không có dám đi bậy sợ nó nổ. Đó, mà nhưng mà đều cũng bị ông Tám Ên rồi trên đó đi cắt cỏ cũng bị nổ cục giò. Rồi mấy người đi bắt cá, như đi bắt cá vô đồng bắt cá nè, đi về gần lâu nó chết ở bên đó đó, bị nổ trái chết bên đó. Rồi trên đất ông Hai Nghiệp ở trển thì ông Ba Lĩ bị nổ cũng chết trên chỗ đất ông Hai Nghiệp luôn, chết hết nổi đây, chết hết hai người, bị nổ trái chết hết hai người đó. Nội cái đường kinh mình đi vô mần ruộng đi bắt cá rồi nghe chưa, là bị nổ chết hết hai người đó. Còn ông Ba Công thì bị cục giò, cục cái bằng giò bị nó cũng đạp mình phóng đó, cái cục giò đó. Người dân mình đây cũng chịu cảnh sau chiến tranh cũng bị tan thương nhóc. Cũng bị cục giò rồi chết nhóc hết, nhớ chết tùm lum hết. Vậy đó, rồi giữ lâu cũng phải ráng mà phá đất ra mần chứ, giờ chết tới đâu hay tới đó chứ biết đâu, mình đâu có mấy năm mới hết mình đâu có tránh. Thì lâu ngày rồi lồi lên, rồi trời mưa đó, rồi nó như nước lớn đó, nó trôi nó lồi lên, rồi ta gỡ người ta giục bỏ hoặc ta đem đi ta lên cho nhà nước. Nhưng mà bé ông cài ở trong chổng đó là ông mới vinh lên cho Sáu Châu, đó Sáu Châu làm ăn ấp đó, vinh lên rồi mà ông giác gì à, ông quải gì trái miền phóng đó, cài văng trái miền trong tăng chạy văng lên rồi mới giao cho chính quyền. Ủa sao mình dám giác á chú? Tại ổng có, hồi đó ổng có đi, ổng biết. Ổng biết ha. Ừ, còn mình đâu có dám. Mình không biết, mình đâu có dám, gặp là mình sợ, mình chạy bỏ mẹ rồi. Người ta, mấy ổng không biết. Bị cái lỗi đó thì mình đạp nó không có chết, mà nhưng mà bò đạp nó mới chết. Bò đạp nó mới nổ. Còn mình đạp không có sao. À, nó có độ nặng nữa. Cỡ từ 500 kg đổ lên nó mới nổ. Còn mình có mấy chục ký đâu có nổ. Thành nữ ra thì ổng mới vinh tem về mới giao lên cho chính quyền địa phương đó. Cái khu này là con sông Vĩnh Thế hả cậu? Đâu này khu Ngô Đình Diệm. Cái Ngô Đình Diệm. Còn sông Vĩnh Tế là nằm đâu nữa? Ngoài Lộc Quới, ngoài Vĩnh Tế, ngoài Lộc Quới. À, Vĩnh Tế là con sông mà chạy dài danh giới vô dài vô trong Hà Tiên á. Còn sông này cũng sông Ngô Đình Diệm. Còn Ngô Đình Diệm, mà lúc đó cái lúc mà mới qua bình đồ đó là bộ đội nó vô đây, nó cất nhà ở theo đây nè. dài theo đây nè, mới qua bình về đó, rồi bộ đội nó vô cất nhà ở đây nè, rồi nó đem chiếc sáng vô đây nó múc, cái bị miền nó đốt nhà của bộ đội chứ, đốt chiếc sáng chỗ này nè, cháy rụi tàn hang luôn chiếc sáng. Ý là bảo vệ rồi nó còn tràn qua hết cậu? Nó tràn qua nó đốt, tấn công qua nó đốt á, nó đốt rồi bộ đội, đốt nhà bộ đội trơn luôn, cháy trơn luôn, nó đó rồi đốt chiếc sáng ngay trong chỗ cửa chỗ trạm xá bây giờ, đốt cháy chiếc sáng đó luôn. Lúc
lúc đó bộ đội nó ở trong này á, thì dân bà con người ta đi trồng mì ở đây nè, trồng mì kinh đó. Rồi bắt đầu á là nó tấn công vô là nó đốt hết trơn bộ đội luôn, đồ này kia, rồi nó đốt chiếc sáng luôn. Rồi bắt đầu cái là nó tấn công vô đây, cái miên tấn công đây, cái nó mới rút vô trong đồng ở trong, rồi chiều cái nó trong rừng tràm ở trong, cái chiều ra nó nhổ mì nó ăn. Nhổ mì của mình đó hả? Ờ, nó nhổ mì của mình nó ăn, rồi bộ đội ở trên vô đó bia, bây giờ mới thấy rồi cái bắn tỉa. Bộ đội nó ở thôi chứ mình của mì dân của mình dân, mì của dân, trồng mì, người trồng mì rồi không à, lúc đó trồng mì chứ chưa. Quá ngộ cậu, có mì mà sao trồng đất ruộng hả cậu? Ừ, lúc đó giả tỷ là cắt lúa xong xuôi chân là trồng mì rồi đó. Trồng mì rồi tới tháng 5 đó là nhổ. Rồi bắt đầu tới tháng 3 là miên nó tấn công vô, tháng 2 là nó đốt qua đây rồi. Rồi bỏ chạy, rồi mì tự ơn nó lên ơn, nó ơn ơn, có củ ơn đó. Lúc mà chạy về chắc còn đám mì. Đâu lúc đó chạy về hình nước nó ngập hết trơn, thúi hết trơn, đâu có còn. Mà đâu có dám vô đây còn đi chăng, cũng đâu có dám vô nhổ đâu. Đây làm sao dám vô nhổ. Nó cũng còn ở đây chứ. Ừ, nó ở đây nè, chứ nó ở đâu. Nó mới ra nó bằng ngày, nó bằng đê, bằng ngày nó vô chổng, chiều nó ra nó nhổ mì. Nó ăn mới thành lập ấp sau này đó, là mới thành lập ấp đó hen, là bên đó là có đó bị nó làm ấp ở trong đây nè, ở trong đây là nó bị nó gặp ma gặp ở bên đó đó, chứ ở bên cầu bên đó đó, cầu này đó hả, cầu? Ừ, nó gặp mà nhưng mà đều cậu không có gặp. Gặp sao hả cậu? Cũng như là thấy có người đi ngang vậy đó, chiều tối đi công tác này kia đó. Rồi đi ngang gặp bà, tưởng đâu là người dân, người ta đi mà dân lưới rồi dân câu đồ này kia đó, người ta đội rồi nó nói hả, giờ là quay trở lại không thấy ai chưa, hiện nguyên hình luôn đó. Ừ, hiện nguyên hình vậy đó, đi vậy đó. Ừ, rồi giờ nó tưởng đâu là người ta đi thôi, đi dân câu hay là mà cấm câu gì đó, rồi đó chừng mà quay lại đâu mất tiêu. Chỉ thấy vậy thôi, thấy chứ cậu cũng không thấy nữa, nó nói lợi thôi. Một lần nó làm, nó có dám ngủ đâu, biểu ngủ bên nên chừng nào nó mới dám ngủ, trống ở dưới. Có hai ba người mới dám ngủ, chứ còn bình nên nó không dám ngủ. Vậy là chắc cái anh, cái chú đó là thấy cái gì rồi đó. Ừ, không biết sao, không biết thấy gì đó mà biểu ngủ bên nên là nó không dám ngủ.